Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Mr. Cooking and Traveling. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với tất cả các bạn một món ăn rất là hấp dẫn, đó là món rong biển cuốn tôm. Để làm được món này, các bạn hãy nhớ chú ý theo dõi hết video của mình và đừng quên ấn like, ấn nhấn subscribe và ấn nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất. Và sau đây thì các bạn hãy chú ý theo dõi cách làm của mình như thế nào. Món ăn của mình hôm nay thì mình có chuẩn bị 150g tôm đã bóc vỏ sẵn. Và bây giờ thì các bạn sẽ băm nhỏ cái số tôm này ra. Các bạn nhớ băm càng nhuyễn càng tốt. Khi mà mình băm nhuyễn cái số tôm này ra thì tí khi mình ướp gia vị vào thì nó sẽ ngấm đều với cả gia vị. Và khi mình cuốn vào trong rong biển thì ăn nó rất là giòn và nó ngon hơn khi mình băm nhuyễn. Và tiếp theo đó thì mình sử dụng một cây hành lá cho món ăn của mình ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình cũng băm nhỏ cái cây hành này ra. Các bạn nhớ băm thật nhỏ hành nhé. Khi mình băm nhỏ hành xong thì bây giờ mình tiếp đến ngô. Mình có sử dụng thêm một chút ngô nữa. Các bạn nếu muốn ăn nhiều ngô thì các bạn có thể cho thêm ngô. Ngô đây thì làm cho cái món ăn của mình thơm hơn và cái màu sắc của nó thì được đẹp hơn. Khi mình băm nhuyễn tất cả ra thì mình sẽ cho vào dồn vào một cái bát để mình trộn nhân của cái món này. Ok, sau mình băm xong rồi bây giờ thì mình sẽ cho thêm hạt tiêu đen. Tiếp theo đó thì mình cho vào đây là một thìa dầu hào nữa. Sau dầu hào thì mình cho vào đây thêm một thìa hạt nêm. Thìa hạt nêm gà. Và một thìa bột ngô nhé. Bột ngô để tạo cho cái nhân này nó sẽ giòn hơn. Và một thìa dầu ô liu. Khi xong thì mình sẽ trộn đều cái nhân này lên để cho nó ngấm gia vị và nó được đều hơn. Và mình cho thêm nửa thìa dầu mè nữa. Nửa thìa dầu vừng. Miền Bắc thì gọi là dầu vừng mà miền Nam thì gọi là dầu mè. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Mình sẽ cuốn rong biển. Bây giờ thì mình sẽ cuốn cái này. Các bạn chú ý theo dõi cái cuốn của mình.
Sau khi mình cuốn rong biển xong thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái bát và 150g bột mì và cộng thêm một chút nước nữa. Mình sẽ hòa cái bột này ra cho hơi loãng một chút. Rồi sau đó mình sẽ tra rong biển và mình cho vào thêm vào đây là một thìa muối nữa. Mình ngoáy đều lên. Và các bạn nhớ cho thêm, nếu mà thấy đặc thì sẽ cho thêm nước và cho làm sao cái bột nó loãng ra một chút. Thì khi lúc mình tra thì nó cái bột nó mỏng, nó không được dày, không bị dày. Sau khi mình làm xong rồi, bây giờ mình sẽ tra rong biển. Mình có chuẩn bị một chảo dầu sẵn rồi. Bây giờ thì mình sẽ tra cái này. Món này khi tra lên thì nó rất là giòn và thơm. Đó, mình sẽ tra cái này lên. Trong khi tra cái này, chờ cái món này nó vàng lên thì mình đi làm sót cho cái món này nhé. Nào, sót ở đây của mình thì mình có sử dụng nửa cốc nước cam và thêm 1-2 thìa tương cà nữa. Và sau đó thì cho vào đây 2 thìa đường. Nếu các bạn muốn ăn ngọt thì các bạn hãy cho thể có thể cho 3 thìa, cho 4 thìa. Các bạn sẽ nếm cái sót của mình xem có vừa cái độ của mình không. Khi sót mình xong thì mình sẽ đổ vào cái chảo và mình sẽ đun sôi lên. Và khi mình đun sôi lên thì mình cho thêm vào đây một chút bột xào và mình đánh cho cái sót này hơi đặc và hơi sệt một tí. Khi mình đánh xong sót thì cái món rong biển tra của mình thì cũng đã được. Thì bây giờ thì sau khi sót xong thì mình sẽ vớt cái rong biển ra. Ok, bây giờ thì món rong biển đã vàng đều. Bây giờ mình dở thêm mặt nữa một lần nữa rồi là mình sẽ vớt nó ra. Mình sẽ lấy ra và mình sẽ cắt cái rong biển này ra và mình sẽ trang trí cái món ăn này. Món ăn của mình gần như là đã hoàn thành. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Mình hy vọng là mình sẽ sớm có những video mới và những video hay về nhà ẩm thực. Mong các bạn ủng hộ và chia sẻ những video của mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ ấn like, ấn nhấn subscribe để ủng hộ mình nhé.